Này, mừng mới chạy ra ngoài kho mừng lấy đèn người em vào sắp đón người em rồi. Sắp đón rồi, à, bây giờ mừng chạy ra mừng lấy. Cái đây lần trước mình mua đây. Lần trước mình mua bây giờ mình chưa dùng, bây giờ mình lấy dùng đây. Màu đỏ. Đây, cái đèn này có 1 2 3 4 4 màu, nhưng mà cái đây màu đỏ ngặt cháu, màu đỏ. Còn cái điện này điện teo, cái điện là điện teo cửa sổ cho nó có cái điện đây. Còn cái điện này hả, còn điện này hả, màu đỏ luôn, tại giờ mình thích màu đỏ, mình muốn màu đỏ đây, màu đỏ đây, màu đỏ luôn. Đây nha, đèn này đèn này là mới nha. Bác mở ra chứ. Đèn này hả, cái đèn này có hồi ngâm mấy năm trước rồi, năm mới mua cái đèn này giống nhau. Ba hộp bây giờ mở ra xem thử, có cộng hóc mấy cái ra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cái, 9 cái về bài bỏ 9 cái cửa sổ. Wow. Chưa mở ra. Chốt gì thôi mà cơ sắt, tao không thấy gì à. Đây cái đèn này, lát còn cầm vô kêu tao sáng chứ. Mở cái hộp nhà luôn này. Cái đèn này teo cửa sổ ở đây. Như giá băng keo mình sẽ được mình. Ra cái cây. Cái cây tía.
Tao tiêu rồi. Cái phòng ngủ rồi và một cái công nghệ.